Hey, what's up guys? Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là đặc biệt, đó chính là Varsity Jacket. Varsity Jacket và Baseball Jacket là hai từ mà mình thấy khá là tương đồng với nhau khi mà mình search trên Google. Thì hai từ này cùng ra một kết quả. Thế là mình thắc mắc tại sao nó lại như thế. Mình search Google thì mình mới nhận ra là Baseball Jacket và Varsity Jacket là hai anh em của nhau. Sự khác nhau duy nhất của chúng nó đó chính là Baseball Jacket thì phần thân áo và phần tay áo hoàn toàn cùng một chất liệu, ví dụ như là cùng một chất liệu da hoặc là cùng một chất liệu suede hoặc nylon. Còn Varsity Jacket thì phần tay áo được làm bằng da hoặc là một chất liệu khác, và thân áo thì hoàn toàn khác với chất liệu với tay áo. Đào về lịch sử một chút, Varsity Jacket được làm ra tại một ngôi trường, và mình không nghĩ rằng là mọi người sẽ tin đây là ngôi trường tạo ra Varsity Jacket đâu. Đó chính là Đại học Harvard. Varsity Jacket được tạo ra nhằm tôn vinh những người có thành tích cao hoặc là tôn vinh những đội bóng có thành tích xuất sắc trong môn thể thao bóng chày. Và Varsity Jacket và Baseball Jacket là biểu tượng riêng của đội bóng đó. Với điểm đặc trưng nhất, đó chính là chữ cái đầu tiên ở phần ngực trái. Varsity Jacket còn một cái tên khác, đó chính là Leather Jacket. Và mình thấy là Baseball Jacket được làm ra với phiên bản cứng cáp và với chất liệu bền hơn so với Varsity Jacket, để chúng ta có thể vận động ở môi trường thể thao nó tốt hơn và nó bền hơn khi mà chúng ta chạy nhảy và té ngã. Và lý do vì sao mà Varsity Jacket lại hot đến như thế? Có lẽ mọi người không thể nào bỏ qua được Rap Việt năm 2020 đúng không? Và đó cũng là một game show được coi nhiều nhất từ trước tới giờ của Việt Nam. Có rất là nhiều rapper, đặc biệt là Rapito MCK, anh ấy đã mặc những chiếc áo Varsity Jacket rất là đẹp. Và nhắc đến thrift shop thì ngày xưa ở Việt Nam vào năm 2019 và đầu 2020, khi mà mình muốn mua những chiếc Varsity Jacket là hoàn toàn không thể, tại vì local brand lúc đấy không bán và chỉ có những thrift shop, những tiệm đồ cũ mới bán Varsity Jacket thôi. Nhưng mà trong cuối năm 2020 và đầu năm 2021 đổ lại đây thì có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng và đặc biệt như là Hôm Nay Bạn Mang Gì, Grunge, những thương hiệu local brand nổi tiếng và với chất lượng tốt đã tạo ra những chiếc Varsity Jacket cực kỳ đẹp. Và mình phải công nhận rằng những chiếc Varsity Jacket đắt hơn những chiếc áo khoác thông thường rất là nhiều, giá dao động khoảng từ 1 triệu đến 2 triệu một chiếc áo. Và mình nhớ không nhầm thì hình như năm 2019-2020 hot lên một chiếc áo Varsity Jacket đấy. Đó chính là chiếc áo Teddy của Mango với cái họa tiết khá là giống với của Saint Laurent. Và nhân đây mình cũng muốn giới thiệu với mọi người hai chiếc áo Varsity Jacket, à không, Baseball Jacket mình đã mua được ở thrift shop ở Canada nhé. Đầu tiên là một chiếc áo màu xanh, kế họa tiết là do bản thân mình tự thiết kế. Lúc trước thì chiếc áo này có thiết kế khác nhưng mà mình thấy nó không đẹp và mình tháo ra, mình thiết kế theo phong cách của mình. Những cái miếng patch này là mình sẽ ủi lên và khâu lại. Thật sự mà nói là rất là mệt khi mà khâu ấy. Nhưng mà để dọc được một cách tốt nhất và giữ được những cái patch này được lâu nhất trên chiếc áo thì mình phải khâu. Phía ngực trái của mình có một cái hình như kiểu hình xăm ấy, khá là đẹp. Mặt sau thì có rất là nhiều hình theo kiểu dạng freestyle và street style một chút, nhìn nó khá là cool. Và chiếc áo này mình mặc size XL khá là to đấy. Chiếc áo này khá là dày cho nên mặc mùa đông khá là ấm. Về chiếc áo thứ hai, đây, một chiếc áo Baseball Jacket màu đen. Ở phía ngực trái thì có hình một chú chim cánh cụt cầm một cây gậy hockey. Đây là mình liên tưởng đến chiếc áo này làm cho một đội bóng, à không, một đội chơi hockey. Và hockey ở Canada đang rất là hot. Đó là môn thể thao như kiểu hot như bóng đá ở Việt Nam vậy á. Và phía bên phải chúng ta có một cái chữ tên là Michelle. Michelle như kiểu tên của đội hockey này thì phải. Và nếu mọi người muốn biết thì mình đã một tấm ảnh Instagram mình chụp chiếc áo này lên khá là lâu rồi. Nếu mà ai chưa follow Instagram của mình thì đây. À, hình như mình để bên trái hay bên phải thì mình không nhớ. Và mình phải công nhận rằng là những chiếc Varsity Jacket mặc khá là nóng so với thời tiết ở Việt Nam. Và nếu mà chúng ta mặc vào buổi tối thì đó là thời gian hoàn hảo và thời tiết hoàn hảo để chúng ta có thể mặc những chiếc áo đấy, thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn vào buổi sáng, buổi trưa thì mình nghĩ rằng sẽ hơi nóng một chút, bởi vì những chất liệu da và phần thân áo mình thấy nó khá là dày, mặc khá là nóng. Nhưng có lẽ rằng ở Việt Nam thì các bạn rất là thích chơi theo kiểu thời trang phong thời tiết, bản thân mình cũng thế, cho nên cứ rock thôi, sợ gì. Về phong cách ăn mặc thì chiếc áo này được làm ra ở một môi trường sư phạm, cho nên là chúng ta có thể mặc những chiếc áo Varsity Jacket ở bất kỳ đâu, trong trường này, cơ quan làm việc này, đi chơi, đi ăn, đi ABCZ thì hoàn toàn hợp lý thôi. Phối đồ thì chúng ta có thể phối với quần jeans này chắc chắn rồi, khaki, trouser hoặc là cargo pants và baggy pants cũng thế. Về áo thì nhiều vô kể, các loại áo, shirt, t-shirt, polo và có khi tank top cũng được đúng không nhỉ? Nếu mà thời tiết hơi nóng và chúng ta không muốn bị đổ mồ hôi nách. Và việc lựa chọn người mặc thì chiếc áo Varsity Jacket không kén bất kỳ ai cả. Những người to con, những người nhỏ con hoàn toàn có thể mặc được. Tại vì thứ nhất, đối với những người to như mình
thì có thể lựa được những chiếc áo size vừa và mặc rất là thoải mái và không sợ không có size ở Việt Nam đấy. Thứ hai, khi mà mặc những chiếc áo này lên, nó sẽ che được những khuyết điểm của chúng ta rất là nhiều. Nhưng chỗ nào có mỡ, nó che lấp đi. Và bản thân chúng ta to sẵn rồi mà, cứ mặc lên là fit, là đẹp. Mặc với những chiếc quần hơi rộng một chút hoặc là fit với chân của mình một chút, đừng chật quá là được. Còn những bạn gầy thì mình thấy những bạn gầy thường hay mặc lớn hơn 1 đến 2 size. Thì đây cũng là một sản phẩm mà mọi người có thể mặc rất là tốt, rất là đẹp. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ ở trong video ngày hôm nay. Và nếu mọi người thấy video này hay và hữu ích thì hãy subscribe, like and share. Bên cạnh đó, nếu mà mọi người cảm thấy video này có những điểm nào chưa đúng thì hãy comment xuống phía bên dưới. Và nếu mà những ai có những yêu cầu gì hoặc là muốn mình làm về chủ đề gì cũng hãy comment xuống phía bên dưới. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái video này và chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mình là Lê Huy và peace out guys.